hầu hết trẻ đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 chỉ có các triệu chứng nhẹ như sốt nhẹ, mệt mỏi và ho. Tuy nhiên, trẻ em có các bệnh lý nền, mãn tính có nguy cơ gia tăng các biến chứng và mắc bệnh nặng phải nhập viện. Covid-19 trở thành một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở nhóm trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Có hai cách phòng ngừa trẻ mắc bệnh Covid-19. Một là phòng ngừa thụ động, tức là luôn đề phòng virus xâm nhập cơ thể bằng cách tuân thủ thực hiện khuyến cáo 5K. Hai, phòng ngừa chủ động bằng tiêm ngừa vaccine Covid-19. Vaccine giúp phòng bệnh chủ động từ bên trong, kích thích cơ thể sản xuất kháng thể chống lại virus khi nó xâm nhập vào người. Những lợi ích của việc cho con tiêm vaccine Covid-19 bao gồm: vaccine sẽ giúp trẻ ít có nguy cơ mắc Covid-19 hơn so với trẻ không tiêm vaccine, giảm tỷ lệ bị bệnh nặng hoặc nhập viện nếu trẻ bị nhiễm bệnh, giúp ngăn ngừa các vấn đề hậu Covid-19 ở trẻ em, hạn chế việc lây nhiễm Covid-19 cho người thân trong gia đình và người xung quanh. Ba mẹ sẽ an tâm cho con tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi và sinh hoạt đội nhóm. Ngoài ra, trẻ em sau khi khỏi bệnh Covid-19 3 tháng nên được tiêm vaccine. Những lý do bạn có thể cân nhắc: khả năng miễn dịch tự nhiên với Covid-19 sau khi khỏi bệnh có thể suy yếu theo thời gian. Việc tiêm ngừa vaccine Covid-19 ngay cả khi trẻ đã nhiễm virus SARS-CoV-2 và khỏi bệnh có thể tăng cường khả năng đáp ứng miễn dịch và kéo dài trí nhớ miễn dịch. Tiêm vaccine Covid-19 ở trẻ đã khỏi bệnh vẫn đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của vaccine. Mặc dù liều vaccine đầu tiên có tác dụng bảo vệ khá tốt cho trẻ, tiêm đủ 2 liều vaccine Covid-19 sẽ giúp bảo vệ lâu hơn.